đi tiếp. Mẹ cõng thằng Út đi khắp làng quê nắng sớm mưa đất. Nghe tiếng dội qua đồng gọi thức mấy làng xa. Mẹ đào hầm từ tuổi 23, mà nay tóc mẹ phá sương lẫn từng sợi đắng. Nhưng môi vẫn hằng một miếng trầu tươi, ngon ngọt tình đời nghe vui từng hơi thở. Bồng và nuôi con lớn cao sức dốc mồ hôi.